chết rồi như vậy là hắn bắt đầu nghi ngờ thân phận của mình nếu không thì tại sao hắn lại cho người về cà mau điều tra không biết hắn đã hỏi được gì ở nhà con nhỏ hà chưa không được mình phải gọi cho nhỏ hà để dặn nó ai như con nhỏ ở nhà ông bà ấy? sao nó lại ra đây giờ này con nhỏ này nó không bí hiểm thiệt trời đó mày làm cái gì mà tắt máy vì trốn nợ vậy lần nào tao gọi cũng không được hết trơn á ờ tại tao bận quá cho nên ít mở máy má làng cũng linh ghê á tao vừa mới tắp nhang khấn má phù hộ cho mày vậy là mày gọi điện thoại liền ờ tao cảm ơn mày nha đã chăm sóc nha khối cho má giùm tao ờ mà tao có chuyện muốn nhờ mày nè lại nhờ chuyện gì nữa ờ chuyện lại vậy nè ừ tao về đây là để tìm hiểu về lụa nhưng mà tao sợ người ta phát hiện tao làm nghề thời trang thì sẽ giấu nghề cho nên á tao phải nói quê tao ở cà mau rồi nhà tao nghèo cho nên tao mới muốn học nghề vậy rồi sao mày định nhờ tao giúp chuyện gì lần đó mày có nói với tao là lúc ở nhà mày cũng tên là hạnh cho nên tao nói đại quê tao là quê của mày đó ủa gì kỳ vậy ờ tại tao sợ là ông chủ của tao á sẽ về tận quê để tìm hiểu thì sẽ lộ hết có gì á mày gọi điện thoại về nhà dặn dò ba má của mày á đừng có để lộ chuyện này nha nếu mà ai có hỏi á thì mày cứ nói là um, con hạnh á, nó đi học nghề ở châu giang chứ đừng nói gì về sài gòn hết nha ủa là là sao thì mày cứ nói y chang với tao dặn là được mày mốt xong chuyện tao về tao kể cho mày nghe thôi vậy nha tao cúp máy đây ờ mày nhớ đó vậy nha Vậy là sao? Không lẽ nó không phải dân Cà Mau? Chắc là có khúc mắt gì đây Chú Sáu ơi Chú Sáu Chú Sáu Chú Sáu Trời ơi Chú Sáu chú, chú Bà mẹ mẹ bà mày Mày làm gì chạy như chó cắn mày vậy? Trời đất ơi, chuyện quan trọng lắm. Mày lúc nào chuyện không quan trọng? Mà toàn chuyện ba láp nó xài mày đâu không à? Tôi nói thiệt mà. Nói đi, chuyện quan trọng gì đâu? Nói tao nghe chuyện quan trọng đó coi. Tôi nghe rõ ràng á, nó lấy lúc nói chuyện với ai á. Mà nó nói chuyện á, bà đều phải cầm tay đàng hoàng luôn á. Nó nói á, là gạn cho ba Hải nữa mà. Nhưng mà tại sao nó phải gạn cho ba Hải? Tôi đâu có biết đâu, mà nó còn dặn á. Đừng có nói á, nó là dân Sài phố là dân sài gòn á hả à, con hạnh là dân sài gòn hả ừ phải rồi nhưng mà tôi không hiểu chuyện này nè là tại sao nó lại dặn á là không được cho người ta biết nó là dân sài gòn à, thôi thôi tao với mày á ra quán năm thế đi lai rai nói tiếp ngồi đây mất công quỷ lụm ra nó không được mệt lắm đi ừ à, đi thì ra là như vậy hảnh ừ. <laughs> cái gì mà muốn hụt chết người ta hay sao vậy hả tôi kêu cô thôi mà làm gì cô giật mình dữ vậy người gì đâu mà cứ lén lén lúc lúc ê hey, cô nói tôi lén lén lúc lúc vậy mà cô giật mình sợ hãi dữ vậy thì tôi mắc gì sợ ừ cô đâu có sợ mà cô làm rớt cái điện thoại xuống đất nè <laughs> Thì... <laughs> tôi chỉ nói giỡn với cô thôi, chứ tôi đã hứa với cô á là sẽ giữ bí mật của cô, thì tôi sẽ giữ lời hứa, cô không cần phải lo. nhưng mà có điều điều gì nữa? cô còn hứa với tôi một chuyện tôi hứa ừ. tôi hứa chuyện gì? cô hứa thiết kế một bộ áo dài lụa thật là đẹp để tôi tặng nghĩa sao hả? ừ thì tôi đã nói rồi không có số đo làm sao mai được thì uh, tôi nói với cô rồi cô cứ mai đúng số đo của cô là được sao cô không chịu thì thôi tôi không có ép được rồi <laughs> nói phải giữ lời đó ừ tin chưa thôi cô vô nhà đi nãy giờ gì Tự hưởng kiếm cô đó anh rồi anh có nói là tôi đi đâu không vậy <laughs> tôi mới nói cô đừng có lo lắng mà bây giờ cô lo lắng nữa rồi tôi có biết cô đi đâu đâu mà nói ờ thì rồi dì tư có hỏi gì tôi không không à chắc là dì tư hường nhắc cô qua thăm mấy cái điểm tầm mà tôi đã thăm giùm cô rồi hả anh cũng biết nuôi tầm nữa hả ừ, cũng sơ sơ tôi lớn lên bên mấy cái điểm tập của ba tôi thì cô nghĩ là tôi có biết không? Nhưng mà tôi nghĩ chắc bây giờ tôi không hiểu bằng cô rồi. Tôi hả? Ừ, uhm, tôi cũng có biết gì đâu. Mới biết làm những chuyện lạc vặt thôi. Tôi thấy cô thông minh như vậy chắc là biết nhanh thôi mà. Ừ, uhm, nhưng tôi nghĩ nghề này cũng phải có nhiều bí quyết lắm. Mà đã là bí quyết thì đâu có truyền cho người ngoài. <laughs> nghề này chỉ cần chăm chú và tảo tần là được. Với lại ba tôi cũng mong muốn phát triển cái nghề thủ công này. Nếu mà thật sự có bí quyết gì á, thì chắc là ông sẽ chia sẻ với mọi người. Chứ không đến nỗi mà sống để bụng, rồi chết ôm theo tuyệt kỹ đâu. Cô đừng có lo. Cái con nhỏ Hạnh này, đi đâu rồi không biết nữa à? Hạnh ơi! Tôi vô trong để gì tư kiếm. <laughs> không lẽ cô đi từ sớm rồi hả ủa cô đi hái dâu xong rồi hả ừ có gì không ờ à, vậy mà tôi tưởng cô chưa đi chưa thì sao đừng có nói là muốn phụ tôi nha ừ thì à, cũng là xưởng nhà tôi mà Huống hồ chi hiện tại tôi không có việc gì, gì để làm Vậy mà tôi cứ tưởng đâu Anh chỉ có sở thích đeo đuổi và tán tỉnh phụ nữ thôi chứ Nè Có cà phê móc họng vậy không Tôi nói thiệt Sáng nay tôi dậy sớm Định qua cùng dâu hái phụ cô Tôi hên vậy đó, hả Phải mà mấy tuần trước anh về sớm thì đỡ biết nhiêu Lúc đó tầm ăn rỗi Tôi hái dâu muốn đuối tay luôn á <laughs> Nếu vậy thì hôm nay Cô có việc gì, gì làm để tôi phụ cho Ờ, um, để tôi hỏi chị Tư cái đã. It. Bác ba. Bác chưa khỏe mà sao ra đây? Con đang định vô coi mấy nông tầm sao? Ờ, à, bác cũng mới ở trọng ra. À, hôm nay cho tầm ra né là được rồi đó. Cho ra né là sao hả bác? Ờ, à, con có thấy mấy vàng tre mà mấy bữa nay bác Bảy Hơn cột lại không? Dạ. Cái đó người ta gọi là né. Tầm nuôi tới tuổi thì phải chóp lên né để chuẩn bị đóng kén nhã tờ. À, con hiểu rồi. À, nhưng mà khi nào thì mình mới bắt đầu cho ra né được hả bác ờ à, thì uh, chờ mặt trời hừng hừng tí cho bớt sương chút là được rồi ờ à, vậy thôi con ra chuẩn bị mấy vàng né nha à, cái đó công cần lắm để tôi phụ cô ờ à, được đó mày coi phụ hạnh tay đi dạ tay ba đỡ đau chưa ba có cần làm gì cứ sai con làm ba cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe ờ à, cũng đã đỡ rồi dạ đi thôi Rồi Hai đứa được cái né ngang đó đi Dạ, dạ. Bác Tại sao lúc mình cho tầm lên né Thì mình phải đem ra ngoài không nắng nha bác Ờ Sở dĩ mình phải không nắng á Là vì trước khi nhã tơ làm kén Tầm đi tiểu lực cuối Ánh nắng nhẹ Sẽ làm khô nước tiểu <laughs> Như vậy kén sẽ có màu vàng rất là đẹp trái lại nếu mà tầm chín trúng những ngày mưa thì phải để né ở trong nhà thì kén cho màu không được tươi lắm à thì ra là vậy mà sở dĩ nó có màu hồng đẹp là do nước tiểu thấm ngược vô trong kén ừ không biết bữa nay nắng có nhiều không nữa nếu không chắc tên sẽ có màu xấu lắm bác ha à, nhưng chỉ cần không ánh nắng nhà nhẹ thôi Chứ nếu nắng gắt quá thì sức nóng sẽ làm chết tầm. Chết rồi. Tối hôm qua nghe dự báo thời tiết là hôm nay trời nắng lắm đó ba. <laughs> Cần gì phải coi dự báo thời tiết chứ. Tối hôm qua nhìn quần trăng rộng như vậy thì chắc chắn là hôm nay trời nắng nóng như đổ lửa rồi. Nắng nóng như vậy làm sao mình không kén được ba? Ờ, thì mình để né ở trong chỗ mát mát một chút. Rồi con coi chặt thêm mấy cái nhánh đụng đỉnh là che thêm cho nó. Dạ, ủa à, dạ cây đủng đỉnh là cây gì mà sao con nghe lạ quá vậy bác Con muốn biết à, không ờ thì... ờ à, à. theo tôi à, con đi nghe bác cái con nhỏ này cũng lạ nó nói là dân cà mau mà sao không biết đủng đỉnh là gì vậy cả à, 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 ờ <laughs> ờ cô nói trước đi ờ à, không có gì tôi chỉ định nói là nhìn anh bây giờ á Khác với những gì ở Sài Gòn quá à. Cô cũng vậy Tôi khác gì Nhìn cô bây giờ chân quê hơn Ít ngăn bướng nữa Cô Nguy, cô Nguy, cô Nguy Cô Nguy, cô Nguy, Nguy Cấp cứu, cấp cứu trời, cấp cứu Có, có chuyện gì vậy lụm Trời ơi Mấy người đi đứng kiểu gì kỳ cục vậy Đụng người ta muốn chết hả à? Em nói như vậy, em đụng vô người chị mà Ủa, anh Quân hả? <laughs> Chàng đét ơi, tại em gấp lắm, cứu người như cứu quả vậy á, nên em chạy như xe tăng vậy. Ta nói nhân quả mà. Ủa, mà có chuyện gì? Em cứu ai? Đó, chết chà, xém nữa quên nhiệm vụ thấy không? Là anh Quang, ảnh bị cơn phong xù. Mà trời đất ơi, mà má Sáu đi đâu rồi, đi chùa hay đi đâu không biết nữa. Còn ông Tiện á, đi đâu mất tiêu rồi. <laughs> Bây giờ em đi kiếm người cứu ổng đây nè. Chết rồi, để anh vô anh coi nói con sao Ê, à, 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 à. Anh đâu có được Trời ơi Anh nghĩ sao vậy Ông Sáu ở nhà em á Ông đâu có ưa anh với lại chú ba đâu Anh qua bển á Bắt công có chuyện là anh làm ơn mắc quán đó à, Mà chị Hạnh Chị chị qua cứu ổng giùm em đi Bữa trước á ổng bị té giữa đường Chị cũng cứu ổng mà Bây giờ chị làm ơn chị cứu ổng một lần nữa đi Cứu giùm em đi nha chị làm ơn đi Àm vậy thôi anh đi chặt đúng đỉnh một mình đi để tôi vô coi anh quan sao ờ, nhanh đi cứu người như cứu quả mà chị đi chị nhanh nhanh lên chị ơi không kịp đó vậy thì ông anh cố gắng đúng hẹn dùm tôi ha tôi uh cô níu kéo để giữ lại cái nghề này cũng chỉ duy nhất là chữ tính thôi à dạ yeah. chú em cứ yên tâm đi dạ yeah. nếu mà ông anh nói như vậy thì tôi rất là yên tâm tại vì từ trước tới giờ á tôi nhận hợp đồng với khách hàng cũng không có gấp gáp như vậy vì tôi sợ tại vì thời gian ngắn quá cho nên không có làm tốt được nhưng mà kẹt có một cái lần này á là tôi bị Ông tiện, ông làm một cái vố lụi á. Bây giờ khách hàng trả lại hết trơn Cho nên tôi phải cố gắng Làm cho thật tốt Để giữ uy tín Đúng là con sâu làm rầu nội canh mà Cái sư này Vẫn còn những người làm ăn Mà thiếu tự trọng như vậy Thì hỏi sao nghề lụa không mai một chứ <laughs> Vậy Ông anh cũng Ráng giúp giùm tôi ha không phải là tôi giúp cho chú không đâu, dạ, tôi làm như vậy là cũng giúp cho tôi đó, dạ, à, vậy tôi xin phép ông anh tôi phải về Sài Gòn, tại vì tôi còn một số công việc chưa giải quyết xong, vậy khi nào có hàng ông anh điện cho tôi biết, tôi cho người xuống chở, à, vậy vậy nghe, cũng may là xưởng tôi cũng còn tơ của lưới tầm trước, dạ, chứ mà xong lưới tầm này thì cũng hơi lâu à, dạ. Dạ, vậy ông anh cố gắng sớm sớm dùng tôi ha. Ờ, à, được rồi. Có gì nếu kêu được thợ sớm thì tôi sẽ báo cho nha. Dạ, 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 thôi. Xin phép ông anh, tôi về nghe Dạ. Ờ. À. Chị, có chắc ông không sao không chị? Không sao đâu Ờ, Anh hết coi giờ là coi như ổn rồi Mà uống thêm chén gừng này nữa Là chút khỏe à, không sao đâu Chàng đét ơi Lần nào cũng chị cứu nguy cho ông quan hết trơn á Ông này phước lớn mạng lớn thiệt à nghe Hồi nãy em mà không gặp được chị á Em cũng không biết tính làm sao luôn á Chị dặn nè Dạ Mai mốt á, cứ mỗi lần anh lên cơn vậy á Em tìm cái gì cứng cứng Cho anh cắn vô, để đừng cắn trúng lưỡi Rộm sức vào nóng Nhớ nha dạ. Hay là em cho uống nước chanh Hay là nước gừng cũng được Nhưng mà nhớ đừng để cho anh té đập đầu nha Ồ, ồ, ồ. Mà em công nhận nghe Chị hay thiệt á Sao chị không đi học bác sĩ đi Chị mà đi học bác sĩ Chị làm bác sĩ chắc mát tay lắm á Đi học lụa làm chi cho nó cực à, Tại chị thích nghề dệt lụa À mà thôi Anh qua không sao rồi Chị về bệnh nha không thôi á, dì tôi chỉ đi kiếm mất công lắm Dạ <laughs> Lộm, mày đâu rồi lộm Mày để cứ đầu bánh ra đây cho mày Mày ăn trộm vô nhà hả Thấy mày chưa mày để ngoài cửa lấy vậy à? Ông chưa vô tới nhà mà đã nghe giọng ổng rồi Ông lộm Dạ, con đáng trong này nè Ủa cô hả Dạ, chú Sáu Cô đó hả Cô hành qua đây chi vậy À, hay là anh cha Hải Không có thằng cha nào hết á con kêu chỉ qua cứu anh Quang nhà mình nè Rồi Quang giờ sao rồi cô Dạ Anh Quang giờ cũng ổn rồi Mà chú cũng đã về rồi Cô xin phép về bệnh nha Phải tìm cách giữ nhỏ này lại mới được Ờ à, Cô Khoan đã Cô Cứu Quang nhiều lần rồi à, Tôi chưa kịp cảm ơn Thôi ở lại uống miếng nước ha Mình định nhân cơ hội này làm thân với ổng Biết đâu cũng biết thêm được nhiều chuyện rồi, Hả cô ha. à Dạ, cũng được Ờ, cảm ơn cô Lâm ừ? Xuống pha trà coi Dạ Qua đây ngồi cô Dạ Hai nè Dạ Kỳ này đó nghe Từ đẹp phải biết nghe con Sao vậy Tư Trời đất ơi, hồi nào tới giờ toàn ông già bà lão mừng không à Kỳ này á nghe, Trai thanh gái lịch hái dâu chăm tầm nha Tơ đẹp là đúng rồi <laughs> Vậy Tư Để con mướn hoa hậu về chăm tơ cho ba con Tơ ba con đẹp nhất dùng luôn Chịu không Trời Được á Muốn hoa hậu về hả Dạ Ê Mà tôi thấy nhà này cũng có hoa hậu nè Tôi <laughs> ừ. nói ai vậy Con hả Thì là cái gì Tôi nói con là hoa hậu hả Tư Trời ơi <laughs> Con đàn ông đàn an mà hoa hậu cái gì Cậu thấy hành sao Đẹp gái lắm phải không ừ, Gì nữa đi tớ <laughs> Chà làm bộ làm tịch Tôi đi guốc trong bụng của ông ông ơi Trời ơi Ai ta Ai mấy bữa rày lẻo đẻo theo con của người ta Qua bên cổng hái dâu Ai vậy ta Ờ thì thì con con phải phụ ba con mấy cái hợp đồng gấp gáp vừa rồi Với lại còn còn nhiệm vụ Chuột lại cái bằng khoáng cho ba con nữa đó Chà có hiếu quá vậy ta Con có hiếu thiệt mà quan cho con quá bao đề nhân ơi <laughs> <laughs> thôi được rồi hiểu là con hiếu thảo rồi <laughs> nhưng mà nè tôi thấy con hạnh nó cũng được đó chịu khó nữa nha ờ à, thôi ờ à, quên nữa nhắc mới nhớ sáng giờ tôi không thấy nó à ờ ờ um, dạ cái con nhỏ này nó ngộ nghe lâu lâu cái nó mất tiêu à mà nhiều lúc thấy nó lén la lén lúc, sao sao à ờ um, dạ thì chắc là À, Bây làm gì mà lính qua lính quýnh như gà mắc đẻ vậy con à, à Con nhớ rồi Hồi nãy anh nói là anh đi hái mấy cái lá nhãn lồng gì đó Để nấu nước cho ba con Tại mấy bữa nay ba con đau ngủ không có được Mẹ đẹp ơi Có nhiều đó mà cũng lính qua lính quýnh à, Tại vì con thiệt. không nhớ <laughs> Ủa chú Bảy à, Đi đâu mà mặc đồ đẹp dữ giống Đi chủ thăm đất chứ chú Bảy Đi à, thăm xóm Chú bảy sao vậy thứ? ôi thằng cha đó năm trên mười dưới ba lơ muốn chết luôn à trời ơi tao nay thịt kỳ đà rắn mối cái gì chả cũng ăn hết trơn hết trội mà tao nay mặc đồ bảnh tỏn vậy chứ nè chỉ có thịt bà là tôi chưa có ăn thôi nè ăn ăn đi ăn đi bà thẻo đi tôi ăn mình cha này rằm tháng nào cũng mặc đồ bảnh tỏn đi nửa buổi mới về bữa nay cũng vậy á mà không biết sao về mặt ngoài trụ vậy không biết nữa. Dạ chắc chú bảy có tâm sự gì đó. Ôi cha già lãng giang mà có tâm sự gì, ta có tâm hơ tâm hất thì có. À mà thôi, con phụ làm dạ. cho lẹ đi nè. Nói vậy, trước chú với bác bà Hải không phải là dân làm ruộng xứ này hả? Không. Thôi uh, ở giáp ở biển hồ lận, rồi uh, nhà nghèo quá mới cho vặt về đây. À, tôi sống chủ yếu bằng nghề à, chèo ghe cho chủ. À, vậy còn bác bà Hải? Bà Hải hả? Dạ. Bà Hải là người dùng này. Nhưng mà cũng chèo ghe như tôi vậy đó. <laughs> vậy chú làm lụa từ lúc nào vậy? Hồi đó à, tôi chèo ghe, chở lụa cho ông ngoại của Hồng Quang. Rồi cũng vì ơn nghĩa, cho nên à, tôi mới theo nghề lụa rồi cưới má nó chứ thiệt ra lúc đó bà sáu á bà đã có người yêu rồi tôi thì à, cũng thầm thương người khác ừ tên là lãnh à, lúc đó vì nhà nghèo tôi không dám ngỏ ý còn hai bên á là công tử nhà giàu có xương lụa châu giang đó chả nhờ cậy người hỏi cưới cô lãnh vì chữ hiếu á mà cô lãnh nhận lời hỏi cưới hai bình nhưng mà thật ra trong lòng cổ á chỉ thương mỗi ông bà hải thôi ừ vậy ông bà hải có yêu cổ không bà hải thời đó thì nổi tiếng đào hoa nhất vùng cũng dân đi ghe mà cho nên uh, quan hệ gái gú dữ lắm ờ à, tôi nhớ có một lần nè tôi với bà hải chở hàng lên Cần Thơ, đúng rồi. Lúc đó ghe vừa tấp vô, có một cô gái bụng mang dạ chữa vậy đó, chạy đến gặp bà Hải, rồi quỳ xuống, khóc lóc, kể lễ lại, lại lục. Thương tâm lắm kìa. Anh Hải, anh là đồ sở khanh, phản bội. Bây giờ tôi đã có đứa con với anh rồi, anh phải có trách nhiệm chứ Buông ra à. Cô là đứa con gái hư Có thân mộng biết chữ Hả Còn thấy ăn dạ hả Đúng là không biết nhục mà Anh Anh đừng có bỏ tôi Buông ra à. Mày có tin tao tái mày tái không Đó Chuyện là như vậy đó Dạ Vậy hồi xưa Chú có biết nhiều về sưởng dệt công ông Hai Bình không À Sưởng dệt Hai Bình Dạ Hồi xưa nổi tiếng nhất vùng này Nhưng mà bị cháy lâu lắm rồi Ủa Mà sao cô biết hai bệnh Ờ à, Dạ thì Con cũng nghe bác bà Hải với dì Tư Hường kể lại thôi à Thì ra bà Hải đã nói với nó Nhưng tại sao nó vẫn còn hỏi mình Mày cũng đấu trí hả mày Mà con cũng thắc mắc Không biết tại sao xưởng dệt của hai bình lại cháy Chú có biết không À Chuyện đó bi thảm lắm. xưởng dạch của hai bình á, ngày xưa là danh tiếng một dùng. Bao nhiêu công thức lũ quý á, lúc cháy á, là bị che theo luôn. Ai... Giá như mà cô lãnh hồi xưa, đừng dính dáng tới con người đó, thì thì đâu xảy ra thảm cảnh vậy đâu. Chưa nói dính dáng tới ai? À... thôi. À người ta cũng điều tra nhiều lần rồi nhưng mà không có tìm ra cái chứng cứ để mà buộc tội cái ác nhân đó chỉ biết á là sau cái thời gian mà xưởng dệt của hai bình bị thiêu rụi á thì uh, con người đó trở về đây với đứa con rồi uh, gây dựng lại xưởng lộ đến giờ có phải chú muốn nói um... ủa cô hạnh mới tới chơi hả à, dạ ai rảnh rỗi đi chơi với bà cậu qua cứu thằng quan á hả thằng quan thằng quan nó lại bình nữa hả à dạ thôi cũng trễ rồi Cô xin phép con về ờ à, thôi à, cô về đi cảm ơn cô nhiều nha dạ không có gì đâu chú con còn ở đây học nghề á thì sẽ còn gặp chú sáu nhiều mà ờ à, cũng đúng <laughs> dạ cô về hăng dạ con chào chú con ừ. về Dạ Bà lại mò ra cái xóa chợ để gặp thằng cà chớn đó chứ chùa chuyện gì Tôi biết mà Mấy chục năm nay tôi cũng chỉ là thằng làm công giữ của cho bà thôi chứ gì Chuyện đó bi thảm lắm Tưởng dạch hai bình ngày xưa danh tiếng một dùng Biết bao nhiêu công thức lũ quý Cũng trái theo luôn Và ai như lúc đó bà lãnh ngày xưa Đừng dính dáng con người đó Thì đâu đến nỗi gây ra thảm cảnh vậy à, 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 à. Bảy với ba tính ra một chục Tam tứ lục tính lại cửu chương Liệu bề thương đắng thì thương Đừng trao gánh nặng ngờ giữa đường khổ em Không biết có chuyện gì bên đó mà sao lâu dữ vậy ta âu ơ chàng đi cho thiếp theo cùng đôi nọ thiếp chiều lạnh lùng thiếp can âu ơ <laughs> <laughs> Tưởng cô có chuyện gì Ai ngờ ra đây họ đối đáp với tiểu thư Quỳnh Nga. Bây giờ tôi mới phát hiện cô có thêm một biệt tài. Cô họ ngọt liễn. Đâu có thua gì mấy cô gái dưới này ha. <laughs> ừ? à, 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 thằng Tí, thằng Tí. À, 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 Tí ơi, Tí ơi, con ơi. À, Tí ơi, Tý Tý Chị Nga, chị Nga hả? Chị Nga. 叶岩、啊，你咋了？你咋了？你咋了？ rồi sao mày dạ. Nào hết đám lửa xuống ghe chưa dạ có hết rồi đây nè à, cái này là tiện hàng còn cái này á là quá đơn mấy cái người ở bên chợ tàu nói là cái chuyến này á bên mình ngừng sản xuất đi ủa sao vậy tụi nó nói là hàng chuyến đội ế quá thôi kệ đi dạ không sao bên đó mỗi lần lấy mấy cây à dạ không à. làm còn không chết đâu chú hồi nãy con thấy con nhỏ hạnh với quân á đang núi cuối á vớt á bà nga khùng lên bà này á chắc là lên cơn xuống sông tìm bà thủy rồi vậy hả dạ chú kỳ này lạng hoạn ông ba hải là có cháu nội nha con này á tưởng tá ngon thiệt chứ bộ <laughs> hả thì bà chú bà dặn cái này à dạ <laughs> vậy hả dạ ờ ý uh, tôi đi nha đi đi dạ vậy hồi xưa chú có biết gì về xưởng dệt con hai bình không như vậy là chắc chắn con nhỏ này là con của hai bình với bà lãnh rồi à. <laughs> dì nga ơi mau tỉnh lại đi dì dì tỉnh lại đi dì nga Dì Nga Dì Nga Dì Nga Dì Nga ơi Dì Nga ơi Dì Nga Dì Nga Dì thấy sao rồi Dì Nga Dì Nga ơi Dì Nga Dì Nga Dì Nga Dì Nga Sao vậy nóng quá Chết rồi Dì nóng quá Bây giờ phải sao Đưa dì vô trạm xá đi Ờ Ờ <laughs> Ờ, Quân Ừ, ba Ừ, ờ, ba, có gì tư hưởng trống không? Bây sao vậy? Ừ, dạ không Hồi nãy dì Nga dì nhảy xuống sông Con nhảy xuống con kéo dì lên Thế là khổ mà Đúng là nỗi đau cắt ruột Mà bay kiếm cô Tư hưởng chi vậy Dạ con tính nhờ dì Tư lấy mấy cái đồ lặt vặt Dì Nga đang bị sốt Cho nên con đưa vô trạm xá rồi Rồi ai ở trong đó với bà Dạ cô Mai lúc đó gặp Hành ở ngoài mé sông Hành phụ con đưa dì Nga lên trạm xá Giờ con về lấy đồ Ờ uh, Thôi uh, con nói với nó Đỡ đần giùm bả Tội nghiệp à Dạ Vậy thôi con vô trong lấy đồ Sẵn nói gì tư Nấu chút cháo một Chút con đem vô trọng Ờ bảy ơi ông bảy ơi ông bảy chết hết chết hết rồi bảy ơi chết cái hết gì rồi. chết bà làm gì bà la bài hải vậy mấy ông tầm á ông lăn ra ông chết hết trơn rồi à, cô nói cái gì tôi nói là mấy ông tầm gần chín tới ông lăn ra ông chết hết trơn rồi sao kỳ vậy trời ơi tôi mà biết á tôi đã đây tôi nói với ông là cái gì trời ơi cái nhà này lúc này sao á cái vụ nhà chưa xong giờ thêm cái vụ này nữa không biết làm sao bây giờ nữa tôi nghĩ cũng lạ từ trước giờ đây đâu phải là cái lứa tầm đầu tiên mà mình nuôi đâu bởi vậy sao tự nhiên là xảy ra cái chuyện này mấy bữa rài á việc mà chăm tầm á do một tay con hạnh có khi nào đà, 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 đà. cũng là cái tật nghi ngờ của cô không chịu bỏ hả à. tôi có nói gì đâu bộ cô không nhớ hả cô không nhớ cái vụ mất lụa hả lúc đó cô cũng ào ào tưởng sao cuối cùng loài chành thằng hậu đó lấy nhưng mà cái kỳ này là chuyện ông tầm ông chết chứ có phải là chuyện ăn cắp đâu Trời ơi sao cô cứ ào ào để từ từ coi sao đã Rồi giờ cô nên báo cho ông bà không biết không Khoan đã Để tôi vô tôi coi coi sao Ờ à, đi Vì Nga sao rồi? Có ăn được chút gì không? Ừ cũng ăn được chút cháo. Nhưng mà dì hơi mệt, nên muốn ngủ. Chắc là dì rất mệt. Thấy tình cảnh của dì như vậy, thấy tội nghiệp quá. Nhiều khi tôi thấy ông trời cũng thử thách người ta. Người thì suốt đời điên loạn, chỉ vì nhớ thương con. Cũng có người thì suốt đời, cũng chỉ mong gặp mẹ mình một lần. Cuộc sống này là vậy mà. Có bao giờ được như ý mình mong muốn đâu. Từ lúc tôi lớn lên, đã thấy dì Nga suốt ngày điên loạn, chạy khắp mé sông để tìm kiếm con của mình. Có lúc dì còn chụp đại đứa nhỏ nào đó, nó là con của mình. Con nít ở vùng này, hồi xưa hay sợ dì Nga bắt làm con của mình lắm. Dì Nga ở đây lâu chưa anh? Tôi cũng không nhớ rõ nữa lúc mà tôi bắt đầu biết biết rồi á, thì ba tôi dắt tôi về đây để sinh sống. Tôi nhớ là hình như lúc đó tôi năm sáu tuổi gì đó, thì đã thấy Dì nga sống ở khu nhà quan đó rồi. Có ai biết cuộc sống của Dì ra sao không? À, chuyện này cũng lâu rồi. Lúc đó tôi còn nhỏ, cho nên cũng không để ý nhiều. Chỉ nghe người lớn trong xóm nói là hình như con Dì nga bị té mé sông. Vậy chồng dĩ đâu? tôi cũng không rõ nữa. Mọi người nói gì nga không phải là người ở xứ này. Hồi nhỏ nhìn thấy gì nga như vậy, không hiểu sao mà tôi không thấy sợ, mà tôi chỉ thấy tội nghiệp vậy. Đứng lên con dắt tiểu thơ về đi về đi ta nấu cơm cho ăn <laughs> Thì ra, hồi nhỏ, anh cũng nhân hậu quá ha. Vậy bây giờ, tôi độc ác lắm hả? Ờ, à, không. À, nhưng mà có đôi lúc thì tôi thấy anh cũng hơi hợm hỉnh đó. <laughs> Ai mà chả có lúc sai lầm. Không lẽ cô cố chấp vậy sao? <laughs>

Dì nha Tại sao dì Nga cứ quảng loạn Nói tới đám cháy Sửng dần cháy Rồi ông chủng Ông chủ là ai Con ta đâu Trả con cho tao Trả con lại cho tao Dạ đi. Dì Nga ơi Nhưng bình tĩnh lại đi Con không biết con à, Mày Tiến mày. Mày đã đốt sữa Mày đã đốt sữa Dạ Trả chồng à, tao đây Dì Nga Trả con lại cho dì tao Nga Trả nó Dì, dì Nga Có khi nào gì nghe có liên quan tới đám cháy Ở xưởng dệt năm xưa Hay là gì đã biết hết mọi chuyện Tại sao cả làng này Ít ai đối hoài tới bà Nga Thì ông Hải đã đối xử tốt với bà như vậy Điều này Có gì bất thường hay là không Bà Quỳnh Nga luôn bị nhắc tới một nhân vật là ông chủ Vậy ông chủ ở đây là ai chứ